Nhằm làm tốt công tác triển khai chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương. Theo báo cáo tại cuộc họp, thì hiện nay các sở ngành địa phương đã chủ động triển khai các mặt để đảm bảo nhân dân trên địa bàn thành phố được đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Trong đó, ngành công thương tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, đẩy giá cao để trục lợi bất chính. Sở Công Thương sẽ tổ chức 18 điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết, đồng thời thành lập các tổ theo dõi diễn biến thị trường. Trong dịp Tết, sẽ có tổng cộng 126.700 người được tặng quà với tổng kinh phí dự kiến gần 116 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng chính quyền các cấp sẽ tập trung các phương án bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, trang trí cổ động trực quan, các hoạt động vui chơi giải trí văn nghệ vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị địa phương trong xây dựng kế hoạch để chăm lo cho nhân dân đón Tết. Đề nghị các ngành địa phương tổng rà soát lại, đảm bảo các phương án tốt nhất khi triển khai đạt hiệu quả. Trong đó lưu ý việc huy động các nguồn lực để quan tâm chăm lo hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngành công thương đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân mua sắm Tết, lưu ý đảm bảo bình ổn, không tăng giá. Cục quản lý thị trường là quan tâm đến cái chỗ như tôi nói đã là cái không được tăng giá, niêm phải niêm yết giá tại các cơ quan ăn. Ủy ban nhân các quận huyện, xã phường và tăng cường cái chỗ là vệ sinh môi trường, đặc biệt rằng là thu dọn hết tất cả những cái bảng quảng cáo rau vặt tuyên truyền cho nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự rồi phòng chống cháy nổ rồi tổ chức các cái hoạt động văn minh văn hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, các ban quản lý rà soát đánh giá và có phương án đảm bảo an toàn công trình. Đối với các dự án thi công xuyên Tết, phải có phương án cụ thể, báo cáo thành phố. Ngành văn hóa thành phố và các quận huyện chú ý việc tổ chức trang trí trực quan, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cũng như các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm và tiết kiệm.